Chào các bạn, mình đang có mặt tại sân bay Changi, Singapore và bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn hành trình đi từ Nha Trang đến Singapore của mình. Sau một thời gian rất là lâu, mình mới có điều kiện để đi Singapore. Và các bạn nhìn thấy đây là sân bay Cam Ranh. Mình di chuyển từ nhà mình ra sân bay Cam Ranh tầm khoảng 42 cây số và mình sẽ làm thủ tục để mình nối chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh và từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi Singapore. Trước kia thì có chuyến bay thẳng từ Nha Trang đi Singapore, từ Nha Trang đi Thái Lan và đi rất là nhiều nơi. Tại vì sân bay Cam Ranh cũng là một sân bay quốc tế, nhưng mà cái đợt này thì dịch cho nên là lượng khách không nhiều. Vậy thế mình phải trung chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Sẵn khởi hành thì các bạn lên lầu 2 nha các bạn. Và sau khi mình lấy thẻ lên máy bay thì các bạn sẽ làm thủ tục ngay chỗ này. Rồi bây giờ là xong, khi làm thủ tục xong thì ở trong này đã là khu vực phòng chờ rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đợi lên máy bay để sang Singapore thôi. Và đây là khu vực sảnh chờ của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Do mình nối chuyến cũng hơi vội cho nên mình hơi đói bụng và cũng ít hàng quán bên trong lắm. Mình quyết định mình sẽ ăn phở. Cái tô này giá 17 đô nè, 13 đô Mỹ nha các bạn. Mình chọn cái tô của mình là gần 11 đô các bạn, 145 ngàn. Ăn cũng khá là ngon đó các bạn. Ăn xong rồi thì mình sẽ bắt đầu mình ngồi mình đợi tiếp, mình ngắm máy bay cho vui thôi. Rồi chuẩn bị mình lên máy bay. Máy bay bay qua bay lại nhìn cũng vui mắt lắm các bạn. Các bạn nhớ để ý cái cửa khởi hành cho chính xác nha, chứ không là mình sẽ đi lộn cửa. Cửa của mình là cửa 26. Sau đó thì mình sẽ vào theo một cái đường ống dẫn ra máy bay luôn. Cũng rất là hên đó các bạn, chứ không là mình đi xe buýt nó rất là trung chuyển, rất là mệt. Đó, đường ống thì mình sẽ ra nó sẽ tiện lợi hơn. Và chúng ta nhìn thấy là chuẩn bị máy bay cũng khởi hành trong vài phút nữa thôi các bạn. Và cái lúc này là mình thích nhất nè, máy bay chạy rất là nhanh. Rồi lên mình nhìn xuống mình thấy thành phố Hồ Chí Minh rất là đông đúc nhộn nhịp. Và ở trên máy bay thì có phục vụ ăn nhẹ nha các bạn. Khi mà các bạn tới mà các bạn nhìn xuống biển mà các bạn thấy tàu rất là nhiều, mà đặc biệt là tàu hàng, tàu container đó các bạn, thì các bạn hiểu rằng là mình chuẩn bị hạ cánh xuống Singapore. Và Singapore vốn dĩ là một cái, có một cái cảng trung chuyển, cái cảng đầu mối rất là sầm uất, cho nên các bạn nhìn thấy cái lượng tàu bè kìa ra vào rất là nhiều luôn. Và đó là một trong những cái yếu tố để làm Singapore trở thành nên một nước rất là giàu có. Và chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Changi chỉ trong vài phút nữa thôi. Và ngày hôm nay mình đi là ngày 27 tháng 4 năm 2022 nha các bạn. Thì mới ngày hôm qua thôi, có nghĩa là ngày 26 tháng 4 năm 2022, Singapore đã có những cái bước cắt giảm những cái thủ tục rườm rà, không có phải check test âm tính COVID gì nữa hết. Các bạn chỉ cần có tiêm 2 mũi là các bạn đi được thôi và không phải bận tâm cái gì khác. Cho nên là cái thủ tục để sang Singapore bây giờ thì cũng không khác gì so với trước khi dịch COVID xảy ra. Tại vì thực tế thì hầu như ai cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi. Và bây giờ cái việc mà test âm tính thì đã không còn áp dụng tại Singapore nữa. Đây các bạn nhìn thấy sân bay Changi rất là nhộn nhịp. Thưa quý khách, chào mừng quý khách đến với sân bay quốc tế Changi, Singapore. Bây giờ là 5 giờ 12 phút chiều giờ địa phương, với nhiệt độ bên ngoài là 26 độ C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Hành khách sử dụng dây an toàn che bé, vui lòng để lại tại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Cơ trưởng Nguyễn Phạm Tuệ Thức và phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam.
chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Rồi, như vậy là mình sẽ bắt đầu vào sân bay các bạn. Và chúng ta sẽ thấy là ở đây cũng có rất là nhiều du khách. Và sân bay Changi rất là nhộn nhịp các bạn. Và đến đây mình sẽ bắt đầu đón một chiếc tàu Skytrain để mình đi vào khu làm thủ tục nhập cảnh nha các bạn. Đây, mình lên tàu, sau đó tàu sẽ chạy đến một cái khu để mình bắt đầu nhập cảnh. Và các bạn nhìn thấy nè, để ý cái chữ Arrival bên trên đó các bạn, là mình phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Và sân bay được thiết kế rất là đẹp và có rất nhiều cây xanh các bạn. Và ở bên dưới là được trải thảm hết, cho nên đi rất là êm và sạch sẽ. Đây các bạn xuống cầu thang mà các bạn nhìn thấy xa xa phía trước kìa, đó mọi người đang xếp hàng. Thì đó là khu vực nhập cảnh và chỗ này là cấm quay phim, cấm chụp hình. Cho nên là mình không có quay phim chụp hình. Sau khi nhập cảnh được rồi thì mình sẽ nhìn thấy cái khu vực này là khu vực lấy hành lý. Lấy hành lý xong ra thì soi chiếu, nhưng mà mình không có soi chiếu vô luôn, mình đi luôn à. Cũng không thấy ai bảo gì hết. Và mình sẽ đi qua bên cái khu thác nước, là một trong những cái nơi rất là đẹp tại sân bay Changi mà các bạn có thể đến để mà check in. Bây giờ các bạn cùng với mình sẽ đến tham quan một trong những cái địa điểm mà tất cả du khách hầu như đã đến sân bay Changi thì không thể nào không ghé để mà check in tại đây được. Các bạn nhìn thấy những cái cây xanh ở đây như một cánh rừng luôn. Và chúng ta thấy có một thác nước khổng lồ từ trên mái đổ xuống bên dưới một cái động không đáy. Thật là đẹp tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.